Xin chào mọi người, bây giờ thì mình đang ở nhà bà chồng của mình. Để hôm nay là ngày thứ 6 để ăn lễ Hà Chỉ á, Johannes á. Đây Johannes là cái lễ mà được nghỉ ở Phần Lan và nói chung một cái lễ truyền thống. Mình sẽ cho mọi người xem cái sân vườn bà chồng mình đang có những gì nhá. Mọi người đây bây giờ hoa nở rất là nhiều rồi. Cái này là tí nữa cả nhà sẽ ngồi ở ngoài này và nướng xúc xích này kia, nướng đồ để ăn. Ở đây thì ba chồng mình đã bỏ mấy cái máy nướng ra ngoài rồi. Này, vườn của ba chồng mình giờ này, hoa bắt đầu nở nhiều rồi. Chỗ nào cũng thấy hoa hết. Vừa nếu mọi người có xem video mình trồng khoai tây á, thì mình sẽ quay cái vườn để cho mọi người xem. Khoai tây nó đã lên như thế này rồi đấy. Chim hót lịu lo luôn. Coi này, đi qua này thấy dễ thương. Hoa hoa trái tim. Hoa này nhà ba mẹ ngoài của Yako cũng có. Mình không biết tên của hoa này nhưng nó giờ nó bị rụng rồi chứ nếu không nó nguyên cả cái này. Nguyên cả nhánh này nó rất là nhiều, nó sẽ rất là đẹp. Đây, đây là vườn khoai tây. Trong nó đã lên được nhiều đây rồi. Còn cái đó là cây sôi á mọi người. Bên này thì bà trồng nhiều nên mình cũng không có biết. Để đi xem thử. Mình nghĩ là cái này giống như kiểu là salad mà lá salad hay là củ dê gì á. Nhiều loài quá, cũng không biết loài nào là loài nào. Đây là hành nè. Bên kia là có cây đầu á mọi người, đầu hà lá đó. Hay là đầu gì đó. Đầu đó mà đang có non vậy thì trong siêu thị người ta cũng có bán cái gì. Cái mâm đầu á mọi người. Cái này là cây rhubarb, rhubarb berry. Thì nó kiểu để cái thân của nó là chua chua mọi người. Nên này nấu làm bánh rất là ngon. Hoặc là mình thấy có nhiều người Việt có chia sẻ ở nhà là dùng để làm cái nấu canh chua cũng ngon. Chua như kiểu chua mé á, chua của mé mà mé tươi á mọi người, mé đang non á. Cái này là cây hoa hồng tên là Alapis rusu. Mình không biết tên tiếng Việt của mấy loài này tại vì những cái loài hoa này thì lúc qua phần mình cũng mới biết và cũng chưa có tìm hiểu kỹ á. Nhưng mà ở phần thì cái loài hoa này rất là được gọi là yêu thích á. Có một cái vườn hoa ở Helsinki là nguyên cái vườn hoa đó là vườn Alapis rusu luôn mà rất là nhiều loài khác nhau. Còn cái những cái hoa này thì nói chung hoa ở Phần Lan cũng rất là nhiều loài mình cũng không có biết tên đó. Trời tí nữa chắc là mưa quá, âm u như thế này buồn ghê. Mấy ngày trước thì rất là nắng ấm luôn, nắng nóng 27-28 độ, kể từ hôm nay là giờ chắc là 18 độ thôi. Chị gái với lại cô đang còn chơi ném darts, ném phi tiêu. Phi tiêu này, năm nào cũng có cái này. Còn anh trai thì đang làm gì? Anh trai là đang múc nước để đi vào sauna. Để tí giờ đi xong hơi á, mình sẽ theo anh đi vào thử sauna ba chồng đã chuẩn bị như thế nào. Cái truyền thống ở Phần đó mọi người là lễ Hà Chỉ là Johannes này á, là lúc nào cũng sẽ có xong hơi với lại bơi hồ, bơi sông bơi hồ. Và có thêm cái này nữa này. Cái này là cái bạch dương á mọi người. Cành, những cái cây bạch dương non này á, tí nữa mình xong hơi thì mình sẽ anh đang nói phải ngâm nước. Thì mình sẽ đốt lửa lên thì nó sẽ thơm cái phòng xông hơi của mình. Với lại lúc mà mình xông hơi á thì mình sẽ lợi dụng cái đó để đập vào lưng á mọi người, kiểu như là massage lưng á. Thì một cái gọi là cái truyền thống của người Phần là như vậy á. Đó, thì nữa có gì mình sẽ cập nhật tiếp đồ ăn cho mọi người xem ha. Mọi người bây giờ ba với cô đang còn chuẩn bị cái món này là kiểu nấm á, nấm mờ nữa mọi người. Lúc này ba cuộn
thịt nguội, thịt sống khỏi với lại măng tây này. Giờ mình sẽ phải lấy bỏ cái cuộn ra. Sau đó là mình sẽ để cái phô mai, mọi người, phô mai tan chảy á. Phô mai tan chảy. Thì sao bên này cho mọi người xem phô mai tan chảy. Cái này là phô mai tan chảy, cái này là loài voi Marcas, là nó mùi nó mạnh hơn. Còn cái này là cũng phô mai tan chảy mà loài Perinte, nên là loài truyền thống á mọi người. Đây bên trong nó là loài này là loài voi Marcas này. Loài này là của cái này. Cái này của cái này thì mình sẽ để cái này vào ăn giống như kiểu là phô mai con bò cưới á. Hơi hơi giống, vì hơi giống. Ngon quá. Xong rồi chắc là sẽ cuộn với cuộn thịt này mọi người, thịt bacon á, cuộn ở bên ngoài á. Đây giờ ba đang còn để phô mai vào đó, nhìn ngon quá. Phải nó sẽ tan này hữu vinh. Dạ ba nói ba nhận vào cho nó lọt vào bên trong luôn. Ma vuoi lei ca? E qua siamo sia cotio che ne masala lei per tutta sensibilità. Nenco, quel ca è ciò. No? Se oli ihan oven keskellä. Một tay này hơi khó. Mình sẽ phải đổ điện thoại xuống mọi người. Đây. Mà làm như này mọi người. Nhận cái phô mai vào. Giờ chắc là sẽ mở cái mở vào này ra. Mình sẽ mở này ra. Còn cái cuộn của cái nấm đó mọi người. Cô Yana để vào đây. Để phô mai về nấm vào cái giấy nướng này. Thôi, mình đang đang mình đang quay nên cô Yana mở cái bịch bacon ra luôn. Tää on kuin leikata. Leikkaa palasiksi. Niin, palasiksi. Joo. Tai semmoisiksi vaikka kahdeksi. Wow. Joo. No niin. Teillä. Saatko sen myytiksi? Mä oon semmoisen, että pitäisi laittaa ensimmäisenä hyvää. Niin. Ai nämä. Giờ cả nhà đang còn nướng, bắt đầu nướng rồi mọi người ơi. Thơm lắm luôn rồi. Ui. Mùi khói nó thơm. Cá nào hả? Đấy là gà mọi người. Bên kia cũng gà. Trời ơi, rất là nhiều đồ ăn luôn. Có tôm sa tế nữa. Cái này là bắp. Ốc là cái ở đàn bò sú, cái này là thịt heo. Ei voi ottaa kaikki. Joo, pitää siirtää tänne reunalle ja arvioida pois. Mä otan videoja tätä jäljellä. Voi vähän ruskittaa. Ennen kuin syödään. Tää on maustus, kun tuu palaamaan. Đi xung quanh để quay hết mọi người. Hyvä dokumentti. Tässä olisi aikanaan. Voit leimattaa. Wow, nướng sa tế tôm rồi mọi người ơi. Wow, tôm này to. Joo, mä tarvin joku lautanen. Voidaan laittaa vaikka siihen lautaseen. Tähän voi laittaa näin. Joo. Laitettiin tänne reunalle. Nää kaikki mulla. Joo.
Jos pystyt syömään niin kuin kaikki. Pystyn syömään. Mä tykkään kattaravuista. Joo. Mä trong nói cái này có phải của bà hệ thống, bà ăn được hết đó. Mình cái bà ăn được hết cho bà ăn đó. Video. Video. Cho na bột tan na tiền này bột na. Dạ mọi người đang còn nướng rất là hùng hậu mọi người. Nay lại được ngon sao mình còn. Mình đang nhờ chị gái của nhà không quay. Bài này của anh. Ông bột tan na. Giờ là đến nướng thịt heo với là xúc xích mọi người. Bên này cũng có bắp với là bacon, bacon với lại măng tây, thịt gà. Bên kia thì rất nhiều loại salad khác nhau. Bên này cũng đang còn nướng bếp nữa, nướng tôm, tôm nhỏ, gà, heo. Đó, anh trai bò xuống đó rồi đó. Rất là nhiều luôn. Cả nhà có 8 người thôi mà quá trời đồ ăn luôn. Vì cái lễ này người ta ăn uống rất là nhiều luôn mọi người. Tämä on just, nämä on justoja, joo. Onko nämä pihvit valmiita? Joo. Peittää. Vai heitat sen? Niin, kun nämä pihvit vielä. Valmiit. Tämä on siis homejuusto. Kenellä keji suksit phomai thổi mọi người. Phomai không phải phomai thổi xin lỗi mọi người. Phomai mọc mâm gọi là gì bị mốc á, phomai mốc. Phomai mốc màu xanh, xanh blue. Xanh da trời. Repos. Nhiều loại salad lắm luôn mọi người. Salad macaroni, salad cá hồi, bánh mì, bơ, rồi sốt salad. Còn bên này là tất cả các loại. Dani. Các loại đồ ăn. Trong này rồi mọi người, không có mở ra được. Nói chung là rất là nhiều luôn. Giờ thì cả nhà mình sẽ ăn uống. Đây, một bữa tiệc bắt đầu. Ăn thôi. Yo, iska tu. Hakee vaan ruokaa. Saanko vettäkin? Ba này ba trong nó ngồi nghỉ miệng đã. Cháu không lấy tôm to hả trong? Cho mời mọi người ăn nha. Bây giờ cả nhà đang con chơi ném phi tiêu mọi người, phi lao. Ba trong nói con là giờ. Ba trong nói con lại quay video hả? Nhớ nói cho ba gửi lời hỏi thăm đến ba của con nha. Mình ba đâu có biết là mình sẽ mình không có gửi á. Cái này lúc nào về nhà ba chồng mà trời đẹp cũng chơi hết. Trời bắt đầu nắng lên đẹp mọi người. Lúc trưa ăn cũng nắng đẹp. Bây giờ cả nhà đang chơi croquette mọi người. Kiểu như là đánh mấy quả bóng vào mấy cái gôn nhỏ nhỏ này á. Có rất là nhiều cái gôn nhỏ này. Đi xung quanh vườn luôn. Cuối cùng là ở bên kia xong rồi về đây lại. Trò này thì kiểu như trò chơi truyền thống của Phân đó mọi người. Những cái dịp như thế này thì người Phân người ta thường chơi. Giờ đến lượt mình chơi đây. Dạ. Iska, lượt của ba chồng. Mình đang dẫn đâu mọi người? Bóng của mình là đó rồi kìa. Mọi người thấy không? Quả màu cá đó. Bây giờ cả nhà mình đang con qua cái này. Ui. Anh trai đang con buột phải con gà kìa.
Anni sai kaverin sieltä. Joo. Toi on kukko, eikö sä ole kukko? Joo, mä toisen justiin sit tuohon. Toivottavasti sen toisen. Ei, kun tää on pelkästään ollut. Siinä ei lähde tuolla antamalla. Tuo on kyllä ikoo, jona antin taila. Mä näen yhden hyvän palan sulle. Kyllä, toi se, joo, mä en anna mut miengon. Mä otan teistä molemmista. En jakele mihinkään näitä kupita. Joo, omgaa tong tai. Niin, en jakele mihinkään. Toi video jakautuu kaikki. Chờ mọi người chuẩn bị chơi cái trò mê lực cư này nè mọi người. Mê lực cư này kiểu ném vào mấy cái điểm, mấy cái cục củi. Giờ ba vậy là anh này là đang làm để mà bắn cung mọi người ạ. Đang làm điểm nhắm. Để bắn vào cái đó. Kiểu như là cái thùng xốp á. Bên kia là lúa mì mọi người ạ. Lúa mì mọc rồi. Lúa mì. Đông lúa mì. Giờ bà cả nhà đang chơi bắn cung mọi người ơi. Set up có vẻ ổn rồi đấy. Oho. Joku nuole tai naula. Vuokraiselta kiittää ku. Chong phải mẹ chong không có hy vọng ở sân này. Ja chị gái đang còn nhắm bắn. Ba trong nói mang thêm tí nữa con. Mutta on se hirveä mieti ennen sodan käynnissä, kun on niin. Ollut linjaa ampunut noita toista porukkaa niin. Päin, niin kiva odotella, kun nuolet tulee. Niin. Ooo! Oh! Niin, siinä kovaa ne lyö. Niin. Mä chong bắn trúng vào phía giữa cái thùng luôn. Chưa giữa lắm, nhưng mà cũng trúng vào cái thùng. Giờ mọi người, giờ cả nhà mình chơi cái trò mê lực cử. Kiểu như là ném vào để mà mấy cái cục củi đó sẽ có tính điểm mọi người ạ. Bên này là có danh sách điểm này. Danh sách về điểm. Ui ui ui. Hyvä rakas. 9 kappaletta. 9 pistettä. Kaikki meni. Niin, eli se lasketaan niin kuin, joo. Mitkä kaatuu. Kuinka monta kappaletta kaatuu? 12. Joo. 12 numeroa tässä on. Yeah. Hyvä poika. Kenen vuoro? Me hai kuk. Đeo đổ thì là tính đa điểm của số lượng cục đổ mọi người. Còn nếu như chỉ một cục đổ thì mình sẽ tính điểm của cái cục đó có điểm bao nhiêu á. Thì mình sẽ tính điểm của cái cục đó. Ví dụ cục số 10 bị đổ thì mình sẽ tính là 10 điểm. Kiểu vậy. Giờ đến lượt anh trai. 2. Đó, 2 cục đổ là mình sẽ tính là điểm của là 2. 2 điểm.
Muốn? Ok, giờ đến mình chơi. Iskä on kirjoittanut siellä. Joo, on. Minne mä laitan? Ja minne haluat. Jos kaataa yhden, niin saa sun numero. 7. 7. Hyvä. Vai dia. Ei, kun se on tossa. Mọi người giờ mình sẽ đi xông hơi. Đây. Ai kuski tuossa järvi lähellä. Emmekä uskalta silti uija. Niin, ihan sanon. Etkä? Tuo näin. Niin. Mình sẽ quay cho mọi người xem. Trong mình sẽ đổ nước vào đấy á. Nó sẽ bay hơi lên, hơi nước lên xong đập đập. Cái này. Giờ ba chồng mình đốt lửa mọi người, kiểu như đốt lửa. Cô vợ. Trời lúc này ba bỏ than vào nên lúc bắt lửa phá là nó bốc cháy lên luôn. Hải được ba quay là dấu này mọi người. Đẹp hè, hiền không? Mai yukato. Katsotaan ne. Lửa đã bốc cháy ngùn ngụt rồi mọi người. Rất là đẹp luôn. Cái này là mới ra du hành một đề hai chỉ. Phải có cốt cô là kiểu như bonfire á mọi người. Đốt đóng lửa như thế này nó mới ra cái tinh thần của cái lễ này. Thích quá luôn. Đây mọi người. Có mặt mình phải làm selfie như thế này mà có mặt mình. Nghe tiếng lửa rất là bốc cháy luôn ha. Ngầu. Ngùn ngụt kìa, đẹp quá. Còn bên này là vườn lúa mì mọi người. Mọi người thấy không? Trời vẫn đang còn rất là sáng luôn. Giờ là cũng 11 giờ rồi á. Đó. Nói chung là hôm nay là một ngày không có đêm mọi người ạ. Trời nó sẽ sáng như thế này luôn. Và sau ngày hôm nay thì trời sẽ bắt đầu tối á. Cứ mỗi ngày nó sẽ tối dần cho đến mùa đông là nó sẽ tối luôn. Đó. Kiểu sau ngày hôm nay thì cái ban ngày nó sẽ ngắn lại mọi người ạ. Dần dần nó sẽ ngắn lại. Đó cho nên người ta mình cũng không có biết được cái truyền thống của cái lễ này lắm, nhưng mà nói chung là sau cái ngày hôm nay thì ngày nó sẽ ngắn lại và đêm nó sẽ dài ra kiểu vậy á. Chào buổi sáng mọi người, bây giờ là sáng thứ bảy. Hôm nay trời rất là xanh và nhiều nắng luôn. Cả nhà mình đang ngồi sưởi nắng, ngồi đón nắng qua nói chuyện với nhau. Xin chào mọi người, bây giờ thì mình mới xin ba trong sẽ cắt hành mọi người. Hành này có hoa rồi nhưng mà mình ăn thử hoa nó vẫn còn ngon nên mình sẽ hái luôn. Không biết sẽ cắt như nào đây. Nhiều quá chồng ơi. Cắt như nào đó. Cắt ngang luôn. Ba này cắt bao nhiêu được, ăn nhiều cắt nhiều. Wow, thơm. Trong quay gần thấy hình của ba. Đó. Hình đạm vậy nhưng mà nó rất là nhiều á. Tốt nữa. Cái kéo nhỏ nhỏ xinh xinh à. Sẽ hại nhiều đây. Cho ăn nhiều. Halo, sẽ có món bao nhiêu? Ê, tớ rồi. Sẽ hại nhiều.
Noin, riittää meille. Otta salaattia tuolta. Joo. Ja missä vaan nähtiin vähän heimaa. Saa lähtemään ja voidaan kotiin. ว้าซาเลจจะตดลัวละเสบ้าหายเกี่ยวนี้น่าจักนางเลยจักไม่คงใช้จักนางนอนมึนๆแล้วแหละก็ชิลัวดีจังวะอือหือลัวดีวะนิวสักสิบตัวตัวนู้น đấy mua hai ngắn cho nên là có rau như này lên thích luôn mọi người mà phải bá trong giỏi ấy mà mình nặng đấy chứ nhiêu mà mấy cái này nó lên nhanh thật tôi không ta lá luôn. Sao sao đi sao thằng ấy Riittää. Riittää, joo. Riittää. Tako näin, niin ei duu rồi, chào bà. Nên ei duu rồi, thì chào bà ăn. Jesus. Giờ hào cho mình sẽ đi về rồi, mọi người. Đến ăn chơi lễ du hành rồi. Xong rồi con có thêm rau rạng đem về nữa. Lần sau lại đến thăm ba thì sẽ có những cái loài rau trái cây khác. Bây giờ thì mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem cái video nha. Tạm biệt mọi người.